Thưa quý vị, cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, một nhóm nghiên cứu bảo mật đã tìm ra một lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng. Giao thức bảo mật WPA2 bảo vệ cho mọi mạng lưới Wi-Fi có thể bị xâm nhập. Với lỗ hổng bảo mật này thì kẻ xấu chỉ cần nằm trong phạm vi phủ sóng Wi-Fi là có thể lấy được thông tin gửi và nhận giữa các thiết bị kết nối trong chính Wi-Fi đó. Lỗ hổng này có khả năng khắc phục trong các bản sửa lỗi, nhưng các chuyên gia cảnh báo tốt nhất là nên tạm thời tắt kết nối Wi-Fi cho tới khi tất cả các thiết bị cập nhật bản vá đầy đủ. Và chi tiết của vấn đề này như thế nào, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngay sau đây với ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng BKAV. Vâng, thưa ông, mới đây trên trang Crack Attacks đã phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật cực kỳ nghiêm trọng trên giao thức kết nối với WPA2 với tên gọi là Crack. Lỗ hổng này là gì và mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào ạ? Vâng, với cái lỗ hổng này thì bất kỳ ai trong cái vùng phát sóng của cái hệ thống Wi-Fi đó đều có thể là xâm nhập cũng như là đánh cắp thông tin, thực hiện những cái hành vi tấn công, ví dụ như tấn công phishing, lừa đảo để đánh cắp tài khoản hoặc là những thông tin nhạy cảm như là mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, ngân hàng trong mạng Wi-Fi. Vâng, với những cái nguy cơ như vậy thì người dùng phải làm thế nào để có thể bảo vệ an toàn cho những thiết bị của mình khi mà kết nối Wi-Fi đó thưa ông? Ở thời điểm hiện tại thì số cái hãng sản xuất cũng đã cung cấp các cái bản vá an ninh cho cái lỗ hổng này. Thì điều đầu tiên thì quản trị các cái hệ thống thì cần phải cập nhật, nhanh chóng cập nhật các cái bản vá này lên trên các cái hệ thống của mình. Thì người sử dụng cũng cần phải cẩn trọng khi sử dụng các cái hệ thống mạng Wi-Fi. Những cái giao dịch quan trọng chúng ta không nên thực hiện qua cái mạng không dây tại thời điểm hiện nay. Và nếu có cần thực hiện các cái kết nối qua hệ thống mạng không dây thì cũng nên sử dụng các cái kết nối an toàn, ví dụ như sử dụng cái công nghệ VPN để đảm bảo cái kết nối cũng như đảm bảo dữ liệu của chúng ta khi sử dụng qua mạng không dây. Vâng, xin được cảm ơn ông Ngô Tuấn Anh.